Chào các bạn, trong video hôm nay tớ sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo khuyết, tức là tạo khuyết để làm khuy áo nhé, khuy cho áo len. Như vậy thì để tạo được khuyết thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Tùy vào độ rộng, tức là tùy vào cái sự độ lớn của khuy, các bạn có những cái khuyết nó khác nhau. Ví dụ như ở đây tớ sẽ để tạo khuyết này thì tớ sẽ đan hai mũi, tớ đang đan xuống nhá, hai mũi từ bên ngoài vào này. Sau đấy tớ muốn tạo khuyết, ví dụ như cái khuyết của tớ, nếu như mà cái khuyết là mũi, một khuyết nhưng mà khuy nhỏ nhá, khuy nhỏ thì các bạn có thể sử dụng mũi vòng. Đây các bạn có thể sử dụng mũi vòng này sang này, sau đấy các bạn chập hai một mũi, tức là thêm một mũi và một mũi chập lại. Sau đó các bạn đan bình thường, như vậy thì cái số mũi của mình nó không thêm không giảm nhé. Còn nếu như mà các bạn khuy khuyết mà cái khuy mà nó lớn ấy thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Với khuyết mà khuy mà lớn thì mình sẽ đan một mũi, hai mũi, mình chiết đi một mũi này, mình chiết đi một mũi, tùy vào độ lớn của khuy mình có thể chiết một hai mũi hoặc là ba mũi. Tớ ví dụ ở đây tớ chỉ chiết đi ba mũi. Nếu mà khuy lớn nhá, khuy lớn thì các bạn có thể chiết ba mũi. Sau khi chiết ba mũi các bạn đan bình thường cho tới hết. Đấy các bạn đan bình thường cho tới hết. Sau đó tớ sẽ hướng dẫn các bạn đan ở mặt trái. Hàng tiếp theo ở mặt trái này thì các bạn cứ đan bình thường cho tới khi mà còn lại một mũi tới khuyết thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Mình sẽ đan một mũi xuống nhưng không lấy kim sang, à không không bỏ mũi sang. Mình sẽ đâm xuống lấy một mũi nữa. Hai mũi nhá. Như vậy ban nãy là mình đã chiết đi ba mũi. Thì chỗ này các bạn phải lấy dư thêm một mũi nữa là 4. Như vậy ở đây mình có này, 2 3 mũi rồi. 3 mũi tính cả mũi nữa là mình mới thêm được 2 mũi nhá, tính cả mũi gốc á là 2 mũi. Tiếp theo các bạn sẽ đâm kim xuống đây. Đan một mũi xuống là 3 mũi. Mình sẽ đan thêm một mũi nữa. Có nghĩa là mình sẽ lấy nhiều hơn cái số mũi ban nãy chiết đi một mũi. Sau đó các bạn tiếp tục đan bình thường, tức là họa tiết của mình đang là mũi gì thì mình vẫn tiếp tục đan mũi đấy nhé. Sau đấy này, sau khi tạo khuyết xong thì các bạn chú ý lúc nãy là mình đã lấy thêm một mũi vào, tức là lấy dư ra một mũi đấy, thì để cho nó đẹp ấy thì bây giờ các bạn sẽ đan chập hai mũi này vào với nhau. Đấy mình đan chập vào, sau đó các bạn đan bình thường. Như vậy là mình đã tạo được một cái khuyết áo như thế này. Đấy. Các bạn nếu như mà khuyết áo nhỏ hơn thì các bạn nếu mà khuy nhỏ hơn thì các bạn có thể tạo cái khuyết nhỏ hơn nhé. Ở đây tớ tạo cái khuyết lớn tí xíu cho các bạn quan sát cho dễ.